đồng chí nào trong ngành công an thì có một cái hạnh phúc lớn lắm này. Sáu lời Bác dạy công an, sáu mối quan hệ lớn mà chỉ xoay quanh chữ dân thôi các đồng chí nhé. Với công việc, với tự mình phải cần kiệm liêm chính, với đồng sự thân ái giúp đỡ, với công việc phải tận tụy, với chính phủ phải tuyệt đối trung thành, với dân chúng phải kính trọng lễ phép, với kẻ địch phải cương quyết khôn khéo. Tất cả chỉ xoay quanh trách nhiệm với dân mà. Đấy là dân chủ. Các đồng chí có biết cái chuyện mà bác bổ nhiệm ông Lê Giản, một cán bộ cao cấp, vào cương vị chánh án tòa án rồi viện trưởng kiểm sát? Bác cẩn thận lắm. Bác không như chúng ta là chỉ nghe báo cáo của cấp ủy thôi nhé. Dùng ai bác phải cho gặp trực tiếp. Bác quan sát khuôn mặt, bác nghe tiếng nói, bác quan sát dáng đi, bác xem chữ viết, bác đặt câu hỏi để bác xem trả lời có thông minh không. Ưng ý mọi chuyện rồi bác bảo ăn cơm với bác đã. Ông Lê Giản là thế. Trong bữa cơm bác hỏi một câu này, bác nói một câu này: chú làm nghề này, nghề này tức là cái nghề xét xử tư pháp, nhớ là phải thiết diện vô tư. Nếu chú không thiết diện vô tư được thì bác đành phải thiết diện vô tư với chú. Tức là có chế tài đấy các đồng chí. Một câu thôi mà bao quát hết cả công thức dùng người của bác. Mà bác có một biệt tài dùng người. Một là phát hiện ra nhân tài, hai là biết đánh giá đúng con người, thứ ba là đem cả tấm lòng ra để mà dùng người, đối đãi với con người. Cho nên những người bác chọn toàn những nhân cách lớn cả. Bác không có câu nệ. Ngay cả quan lại cao cấp của triều đình mà vì dân vì nước bác vẫn dùng hết, mà bác đối xử rất cảm động. Thì đấy là điều đáng học bác nhé. Học bác để vì dân, nhất là khi chúng ta tổng kết 45 năm về di chúc. Đặc biệt nữa, lại có một chuyện này đáng phải nói. Sinh thời bác rất lo cái chuyện chúng ta làm không đúng, nói một đằng làm một nẻo. Nhất là bác rất bận tâm vì chúng ta nói nhiều mà làm ít. Chứ có một lần bác nói một câu thế này: bác nói những điều như lẽ phải thông thường, không có gì phải giảng giải cả, nó đúng tự nhiên như cuộc sống vậy. Bác bảo các chú có biết không, tạo hóa cho mỗi người hai con mắt để nhìn, hai cái tai để nghe, hai lỗ mũi để ngửi, nhưng chỉ cho mỗi người một cái miệng để nói thôi. Nên các chú nói ít thôi. Đến như vậy đấy các đồng, không cần phải giảng giải gì cả. Lại có một cái chuyện này. Có một lần mà một đồng chí lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước đến gặp bác, đề nghị với bác một việc rất chân thành, nói năng rất nghiêm túc và có hàm ý phê bình bác về chuyện ăn mặc ấy. Bảo thưa bác, xin bác đừng ăn mặc kiểu này nữa. Ý bác là mặc com lê, mặc diện là như các nước hiện đại. Bác cứ ăn mặc kiểu này, dân chúng họ không hiểu, họ lại trách chúng tôi là không quan tâm đến bác. Rồi bạn bè quốc tế, các đảng anh em sang thăm, họ cười chúng tôi. Ý nói thế là nghiêm lắm đấy các đồng chí. Ý bác là đừng có mặc quần nâu áo vải, đi guốc đi dép thế này nữa. Bác nghe xong bác bảo: chú nói xong chưa? Bảo thưa bác, đã trình bày xong, bây giờ xin ý kiến bác. Bác nói câu này ta xem có thấm thía không. Bác bảo bác mặc thế này nó quen rồi, nó hợp với bác, mà việc có gì đâu mà chú cứ làm quan trọng thế. Bác mặc thế này, tức là quần nâu áo vải, thậm chí áo vá, bác khâu lấy khuy áo này, bác mặc như thế này mà dân còn khổ. Nếu bác mặc sang trọng vào như chú muốn thì dân còn khổ đến đâu nữa. Thì đấy là cả một thông điệp. Ông cha ta từng tổng kết là thượng bất chính, hạ tắc loạn. Làm gương mà còn chưa xong, huống hồ bây giờ lại không theo gương nữa thì dưới sẽ làm loạn. Đấy, một câu ấy của bác thôi mà thấm thía như vậy.
lại một đồng chí có trọng trách ở văn phòng trung ương đến xin gặp bác, trình bày với bác toàn bộ cái dự án về cải tạo nhà cửa, xây trụ sở, xây phòng khách quốc tế, xây lại nhà ở cho bác. Nói rất say sưa. Bác nghe xong bác bảo: chú nói xong chưa? Bảo: thưa bác, đã trình bày xong, bây giờ xin ý kiến chỉ đạo của bác. Bác nói ngay: bác không có chỉ đạo gì hết, bác chỉ muốn hỏi chú một câu thôi. Thế là tưởng bác nói câu gì quan trọng, sẵn sàng lấy bút lấy sổ để ghi chép. Câu bác nói là thế này này: liệu chú có còn việc gì để làm nữa không? Ta hiểu ý của bác chứ? Ý bác phê bình này: thôi chú về làm việc đi, đừng bao giờ nhắc bác chuyện đó nữa. Bác ở thế này là đủ lắm rồi. Cách mạng chú nên biết, không lấy sức mạnh ở ngôi nhà to hay nhỏ, mà lấy sức mạnh trong lòng dân. Thế thôi. Ai có ngờ đâu ra họp trung ương, bác là chủ tịch đảng, bác hỏi là: các chú có biết là trụ sở trung ương nên xây ở đâu là tốt nhất? Ta lại tưởng bác hỏi về không gian, về địa điểm cụ thể, có đúng đâu. Bác bảo: trụ sở trung ương tốt nhất là xây trong lòng dân ấy các chú ạ. Thì ta mới thấy được là sinh thời bác chú trọng đến dân, đến nước, đến đảng, đến chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên thế nào. Và đấy là những trọng điểm bây giờ phải học bác đấy các đồng chí.